Xin chào toàn thể các em học sinh khối 8 trường Trung học cơ sở Chu Văn An, quận 11. Ở học kỳ 1 và đầu học kỳ 2, các em đã được tìm hiểu rất kỹ về văn bản thuyết minh. Tiết học trực tuyến hôm nay, thầy đại diện cho các thầy cô trong bộ môn ngữ văn 8 sẽ cùng với các em ôn tập lại toàn bộ những lý thuyết cơ bản cũng như phương pháp làm một bài văn thuyết minh với nhiều chủ đề khác nhau. Bây giờ, thầy trò chúng ta sẽ cùng nhau ôn tập nhé! Mục tiêu cần đạt của bài học này nhằm giúp các em thứ nhất ôn lại khái niệm về văn bản thuyết minh. Thứ hai, các em phải nắm chắc cách làm bài văn thuyết minh. Tiếp theo, chúng ta sẽ đi vào tiến trình bài học. Vẫn như những lời dặn dò trước, các em hãy nhớ chú ý lắng nghe và ghi chép thật cẩn thận nhé. Đầu tiên, chúng ta sẽ đi vào phần 1 la mã ôn tập lý thuyết. Các em chú ý câu hỏi: văn bản thuyết minh có vai trò và tác dụng như thế nào trong đời sống? Trong cuộc sống hiện đại, nhu cầu hiểu biết về sự vật, hiện tượng là không thể thiếu được. Văn bản thuyết minh đã đáp ứng được yêu cầu đó bằng các phương thức như là trình bày, giải thích và giới thiệu. Mục đích của việc đưa văn bản thuyết minh vào nhà trường nhằm cung cấp cho học sinh một kiểu văn bản thông dụng, rèn luyện kỹ năng trình bày các tri thức có tính chất khách quan, khoa học, nâng cao năng lực tư duy và biểu đạt cho học sinh. Vậy văn bản thuyết minh có những tính chất gì khác với văn bản tự sự, miêu tả, biểu cảm, nghị luận hay là hành chính công vụ? Với các văn bản khác, ta có thể dùng quan sát, tưởng tượng, so sánh, liên tưởng để tạo dựng hình ảnh, tái hiện sự việc, sự vật, diễn biến, cốt truyện hay bày tỏ ý định, nguyện vọng, bộc lộ cảm xúc. Tri thức trong các văn bản này có thể mang sắc thái chủ quan, hư cấu, có thể diễn đạt bằng những ngôn ngữ, hình ảnh giàu sức gợi tả và gợi cảm. Còn đối với văn bản thuyết minh, tính chất của thuyết minh là cung cấp tri thức khách quan, phải xác thực, khoa học, rõ ràng để người đọc hiểu về đối tượng thuyết minh, bản chất của đối tượng thuyết minh một cách chính xác. Ngôn ngữ trong văn thuyết minh cũng phải chính xác, rõ ràng và dễ hiểu. Có thể nói văn bản thuyết minh khác hẳn với tự sự vì nó không có sự việc, diễn biến, khác với miêu tả vì không đòi hỏi miêu tả cụ thể cho người đọc cảm thấy mà cốt làm cho người ta hiểu, khác với văn bản nghị luận vì ở đây cái chính là trình bày nguyên lý, quy luật, cách thức chứ không phải là luận điểm, suy luận, lý lẽ. Khác với các văn bản hành chính công vụ là văn bản trình bày, quyết định, nguyện vọng, thông báo, báo cáo. Nghĩa là văn bản thuyết minh là một kiểu văn bản riêng mà các loại văn bản ấy không thể thay thế được. Một câu hỏi đặt ra nữa đó là muốn làm tốt một bài văn thuyết minh thì ta cần phải chuẩn bị những gì? Các em thân mến, muốn làm tốt một bài văn thuyết minh thì ta cần phải tìm hiểu, phải quan sát, nghiên cứu về sự vật, hiện tượng cần thuyết minh, nhất là phải nắm được bản chất đặc trưng của chúng để tránh xa vào trình bày các biểu hiện không tiêu biểu, không quan trọng. Bây giờ, thầy trò chúng ta sẽ cùng nhau ôn lại những phương pháp thuyết minh đã được học ở học kỳ 1. Thì chúng ta đã biết là có 6 phương pháp thuyết minh mà chúng ta đã được học. Phương pháp thứ nhất đó là phương pháp nêu định nghĩa giải thích. Người định nghĩa phải xác định được đối tượng thuộc vào loại sự vật, hiện tượng gì và chỉ ra đặc điểm riêng nổi bật của đối tượng đó. Phương pháp thứ hai đó là phương pháp liệt kê, là kể ra các thuộc tính biểu hiện cùng loại. Phương pháp thứ ba đó là phương pháp nêu ví dụ. Đây là phương pháp có sức thuyết phục, được sử dụng phổ biến nhất. Phương pháp thứ tư đó là phương pháp dùng số liệu, là một loại ví dụ dùng vào trường hợp các sự vật có biểu hiện đặc trưng ở số lượng. Phương pháp thứ năm đó là phương pháp so sánh. Đây cũng là một phương pháp được sử dụng phổ biến, giúp người đọc dễ hình dung về đối tượng. Và cuối cùng đó là phương pháp thứ sáu, phương pháp phân loại phân tích. Đối với những sự vật đa dạng, nhiều cá thể, nhiều bộ phận, nhiều mặt thì ta nên phân loại để trình bày cho thật rõ ràng. Các em nhớ ghi vắn tắt những kiến thức trọng tâm về phần lý thuyết này nhé.
Kem thân mến, vì đây là tiết học khuyến khích kem tự làm, nên phần luyện tập thầy sẽ gợi ý cho kem các dàn bài trọng tâm. Kem về nhà cố gắng thực hành dựa trên những dàn bài đó nhé. Kem chú ý thật kỹ. Đề thứ nhất, thuyết minh về một danh lam thắng cảnh quen thuộc. Với đề này, kem chú ý, kem có thể chọn bất kỳ một danh lam thắng cảnh nhân tạo hoặc thiên tạo, hay một vị trí, khu vực, một quần thể di sản, khu tổng hợp. Một la mã mở bài, kem phải giới thiệu được khái quát về danh lam thắng cảnh đó. Hai la mã thân bài, kem phải nêu được vị trí, địa lý, địa hình. Kem phải nêu được nguồn gốc, lịch sử, đặc điểm chi tiết về quang cảnh. Kem cũng phải nêu được các giá trị về lịch sử, văn hóa, giáo dục, tinh thần. Ở phần này, kem cần phải linh động cho phù hợp với bài làm và tư liệu mà mình đã tìm kiếm. Ba la mã kết bài, kem phải khẳng định được vai trò, vị trí của danh lam thắng cảnh đó trong đời sống của mọi người. Kem cũng phải nêu được ý thức giữ gìn và phát huy. Bây giờ chúng ta sẽ sang đề thứ hai, đó là thuyết minh về một trò chơi dân gian. Với dạng đề này, các em không nhất thiết phải giới thiệu về cách làm ra trò chơi, cần nhấn mạnh cách chơi và giá trị của trò chơi đó. Một là mã mở bài, các em cũng phải giới thiệu được khái quát về trò chơi dân gian đó. Hai là mã thân bài, các em lần lượt nêu nguồn gốc, xuất xứ, nêu luật chơi, cách chơi, có thể làm, nêu cách làm, số lượng người chơi, nêu các giá trị về văn hóa, giáo dục, tinh thần. Ba là mã kết bài, kem cũng phải khẳng định được vai trò, vị trí của trò chơi dân gian đó trong đời sống của mọi người. Kem nêu được ý thức giữ gìn. Bây giờ chúng ta sẽ sang đề thứ ba, đó là thuyết minh về một món ăn quen thuộc. Kem chú ý, kem không nhất thiết phải giới thiệu về món ăn dân gian. Một là mã mở bài, kem phải giới thiệu được khái quát về món ăn quen thuộc đó. Hai là mã thân bài, kem phải nêu được nguồn gốc, xuất xứ, ý nghĩa tên gọi nếu có. Và điều quan trọng là kem phải nêu được cách làm, nguyên liệu chuẩn bị cần có những gì. Kem phải nêu được chi tiết cách chế biến. Yêu cầu thành phẩm cũng rất quan trọng về màu sắc, hương vị. Kem cũng phải nêu được các giá trị về mặt văn hóa, dinh dưỡng, tinh thần, v.v. Ba là mã kết bài, kem cũng phải khẳng định được về vai trò, vị trí của món ăn đó trong đời sống của mọi người, nêu ý thức giữ gìn. Sau đây là câu hỏi về nhà. Thứ nhất, kem phải nắm vững được đặc điểm của văn bản thuyết minh. Thứ hai, kem phải viết được đoạn mở bài và kết bài cho mỗi đề. Và điều thứ ba, quan trọng đó là kem phải chuẩn bị ba đề như trên để chuẩn bị làm bài viết số 5. Kem học sinh khối 8 trường trung học cơ sở Chu Văn An, quận 11 thân mến, thầy vừa cùng với kem ôn tập lại những kiến thức về văn bản thuyết minh, kem nhớ làm bài đầy đủ nhé. Thầy chúc các em và gia đình luôn dồi dào sức khỏe, thầy mong được sớm trở lại trường để gặp lại các em.